Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hà Nam điều chỉnh mức hỗ trợ tiêu hủy lợn chết do mắc dịch bệnh. Lịch thi Trung học phổ thông quốc gia năm học 2018-2019. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên xây dựng 4 tuyến đường hoa kiểu mẫu tại các khu du lịch. Du lịch Ninh Bình đón trên 3,4 triệu lượt khách trong quý 1. Sau đây là nội dung chương trình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa có văn bản điều chỉnh hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, dịch tai xanh cho các hộ chăn nuôi. Theo đó, đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ 32.000 đồng 1 kg lợn hơi, tương ứng với mức 80% giá thị trường tại thời điểm hiện nay. Lợn nái, lợn được giống đang khai thác hỗ trợ 48.000 đồng 1 kg lợn hơi, tương ứng với 1,5 lần mức hỗ trợ của lợn con và lợn thịt. Các huyện, thành phố sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của năm 2019 để khẩn trương hỗ trợ ngay cho người chăn nuôi có lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi phải tiêu hủy giai đoạn này. Trong quá trình triển khai phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng dưới sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và người dân, không để xảy ra hiện tượng trục lợi chính sách. Mỗi năm, Nam Định sản xuất khoảng 950.000 tấn lương thực có hạt. Tuy nhiên, đa số nguyên liệu nông sản của tỉnh vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất của các doanh nghiệp chế biến. Theo các doanh nghiệp chế biến nông sản, dù đã chủ động liên kết sản xuất với người nông dân, nhưng tình trạng không đường cung ứng đủ nguyên liệu vẫn xảy ra do nguồn nông sản nguyên liệu không ổn định cả về chất lượng và số lượng. Nguyên nhân chính là do các địa phương chưa tổ chức được nhiều vùng sản xuất trên diện tích lớn, vẫn còn một bộ phận người nông dân chưa tuân thủ đầy đủ quy trình kỹ thuật đã cam kết với doanh nghiệp. Để khắc phục những hạn chế này, dựa trên những tiềm năng lợi thế sẵn có, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ cần tập trung phối hợp xây dựng chiến lược phát triển sản xuất nông sản tổng quát, nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong việc chọn lọc giống, xây dựng nhà máy phân loại hạt giống, sấy, đóng gói, bảo quản lúa giống tại các cơ sở nghiên cứu trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu khôi phục giống ngao bản địa, du nhập các giống ngao mới phù hợp với điều kiện tự nhiên và xu hướng thị trường. Đối với các doanh nghiệp, cần phát huy tinh thần chia sẻ đồng hành với người sản xuất tập trung, thực hiện các phương án đầu tư cho vùng nguyên liệu thông qua mối liên kết bốn nhà. Những năm gần đây, nhiều hộ dân của huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã tích cực đầu tư kinh phí, cải tạo diện tích mặt ao để nuôi thả thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn huyện Tiên Lữ đạt 458 ha với trên 2.000 hộ nuôi. Các địa phương có diện tích mặt ao lớn là các xã Hưng Đạo, Dị Chế, Minh Phượng và khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại hai xã Trung Dũng và Hải Triều. Hầu hết các mô hình nuôi trên địa bàn đều tiến hành nuôi khép kín, từ khâu cá giống đến cá thương phẩm. Để khai thác hiệu quả mặt nước, nhiều hộ dân còn tích cực học hỏi áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như mô hình sen canh lúa cá, mô hình ao nổi, nuôi cá sông trong ao. Năm 2018, tổng sản lượng thủy sản toàn huyện Tiên Lữ đạt 3.733 tấn, cho giá trị 117 tỷ đồng. Theo đánh giá, sản xuất hàng năm tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung đã tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn định cho khoảng 1.000 lao động thường xuyên và 800 lao động thời vụ. Mặc dù có giá trị cao, sau nhìn chung, năng suất sản lượng, giá trị sản xuất tại các khu nuôi trồng thủy sản của tỉnh Hà Nam vẫn còn thấp, chưa khai thác được tiềm năng, lợi thế về cơ sở hạ tầng đã được đầu tư. Để giải quyết những tồn tại trên, thời gian qua, với sự hỗ trợ của tỉnh, sự chỉ đạo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hầu hết các khu nuôi trồng thủy sản tập trung đã xây dựng các mô hình hợp tác xã liên kết kiểu mới, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng trong sản xuất. Điển hình như hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục. Các hợp tác xã này đã hình thành và chủ động cung ứng được một số dịch vụ chủ yếu cho sản xuất như dịch vụ cung ứng thức ăn, con giống, lựa chọn thời điểm thả giống, thời điểm thu hoạch và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm. Thống nhất hình thức nuôi thâm canh với các đối tượng nuôi giá trị kinh tế cao như cá chép lai V1, cá chấm cỏ, cá chấm đen, cá rô phi đơn tính, cá diêu hồng. Kết quả hoạt động bước đầu cho thấy giá thức ăn đầu vào giảm từ 7 đến 10%, giá bán sản phẩm đầu ra tăng từ 5 đến 7%. Hà Nam phấn đấu đến năm 2020 xây dựng được 9 mô hình hợp tác xã nuôi trồng thủy sản với tổng số hộ tham gia khoảng 180. Tổng diện tích thực hiện khoảng 100 hectare, năng suất bình quân dự kiến đạt 10 tấn một hectare trở lên, làm cơ sở nhân rộng ra toàn bộ 500 hectare diện tích các khu nuôi trồng thủy sản tập trung trong các năm sau.
Được biết, tổng sản lượng thủy sản hàng năm tại các khu nuôi trồng thủy sản tập trung đạt trên 1.200 tấn, bằng 6,5% tổng sản lượng thủy sản toàn tỉnh. Năng suất nuôi trồng thủy sản bình quân đạt từ 5 đến 7 tấn một hecta một vụ. Có xã đạt từ 9 đến 10 tấn một hecta, gấp 1,5 đến 2 lần năng suất chung của cả tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản chính là bảo vệ môi trường sống tự nhiên và đây là trách nhiệm của toàn dân. Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản, năm 2017, tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành chỉ thị số 15 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, hàng năm, Chi cục Thủy sản tỉnh cũng đã triển khai phát động trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần quan trọng bổ sung nguồn lợi thủy sản trong môi trường tự nhiên, tạo sự phát triển bền vững. Ý thức được tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản, hàng năm, Chi cục Thủy sản thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Vào ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam mùng 1 tháng 4, Chi cục tổ chức hoạt động thả cá giống xuống các sông lớn nhằm bổ sung nguồn cá giống trong môi trường tự nhiên và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hệ thống sông hồ của tỉnh. Do vậy, đã nâng cao được nhận thức của người dân về kiến thức pháp luật, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phải xây dựng được cái ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tức là sẽ cái trường hợp mà đánh hủy diệt bằng cái chất nổ rồi thì tiêu diệt bắt cá con mà thì dần dần phải hạn chế, và đặc biệt là hội thì cần phải quan tâm giải quyết vấn đề này, tức là tuyên truyền để cho hội viên thực hiện bảo đảm cho cái nguồn lợi thủy sản phát triển bền vững. Với hơn 5.200 hectare nuôi trồng thủy sản, hàng năm đã mang lại sản lượng trên 38.000 tấn thủy sản. Ngoài ra, vài năm gần đây, nghề nuôi cá lồng trên sông phát triển mạnh với khoảng 1.800 lồng cá nuôi, năng suất đạt 6.500 tấn một năm, góp phần quan trọng vào giá trị ngành nông nghiệp của tỉnh. Con số trên cũng cho thấy Bắc Ninh có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhưng đi liền với đó, rất cần sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong môi trường tự nhiên. Mỗi người dân hãy nói không với các dụng cụ đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt, đừng vì lợi ích trước mắt mà hủy hoại cả tương lai. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố lịch thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Theo đó, kỳ thi sẽ được diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 6. Cụ thể, ngày 24 tháng 6, buổi sáng, họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi. Buổi chiều, thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 25 tháng 6, buổi sáng, các thí sinh thi môn ngữ văn, buổi chiều thi môn toán. Ngày 26 tháng 6, buổi sáng, các thí sinh thi tổ hợp khoa học tự nhiên, buổi chiều thi môn ngoại ngữ. Ngày 27 tháng 6, buổi sáng, các thí sinh thi tổ hợp khoa học xã hội, chỉ trừ môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Tiếp tục triển khai đề án dạy tiếng Anh với giáo viên nước ngoài. Tính đến đầu học kỳ 2 năm học 2018-2019, Nam Định có 6 trung tâm tham gia thực hiện đề án và 79 trường triển khai dạy tiếng Anh với người nước ngoài. Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong số 79 trường triển khai dạy tiếng Anh với người nước ngoài có 47 trường tiểu học, 19 trường trung học cơ sở và 13 trường trung học phổ thông, với tổng số trên 23.500 học sinh theo học. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng các câu lạc bộ học tiếng Anh, nói tiếng Anh và hát tiếng Anh, tổ chức các ngày hội ngoại ngữ, hội thi hùng biện tiếng Anh trong tất cả các trường phổ thông trong toàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo hợp tác với Hội đồng Anh bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh, đồng thời mời trợ giảng, tình nguyện viên về dạy học và giao lưu tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong tỉnh nhằm tạo môi trường cho học sinh trong toàn tỉnh nâng cao năng lực tiếng Anh, đặc biệt là năng lực nghe nói. Cùng với giáo dục văn hóa thể chất, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh sẽ giúp cho các em hoàn thiện nhân cách, tự tin chủ động xử lý linh hoạt các tình huống trong cuộc sống. Nội dung này đang được ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh, triển khai bằng nhiều hình thức, đa dạng phong phú, qua đó giúp các em trưởng thành, sống có trách nhiệm với gia đình, bản thân và xã hội. Kỹ năng sống cho học sinh hiểu đơn giản là kỹ năng học tập, làm chủ bản thân, thích ứng và hòa nhập với cuộc sống, khả năng ứng xử phù hợp hay ứng phó, bảo vệ mình và những người xung quanh trước mọi tình huống.
Xác định rõ tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng sống, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đưa việc giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong các môn học như tiếng Việt, văn học, giáo dục công dân, hay trong các buổi chào cờ, hoạt động ngoại khóa với nhiều chuyên đề cụ thể như kỹ năng kiến thức nhận biết thế giới xung quanh, cách ứng xử với người lớn, bạn bè, với học sinh mầm non, tiểu học, kiến thức về giáo dục giới tính, luật giao thông đường bộ, kỹ năng quan hệ giao tiếp với bạn bè, làm việc nhóm độc lập với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông. Giáo dục kỹ năng sống chính là một trong những học phần vô cùng quan trọng để giúp cho học sinh có thể hình thành những cái cách ứng phó thông qua các cái thái độ, hành vi phù hợp và ứng xử một cách tích cực đối với các tình huống nảy sinh trong cuộc sống. Và với cái mục tiêu này thì các giờ dạy kỹ năng sống hoàn toàn có thể tích hợp trong các cái môn học ở trên lớp. Đồng thời cũng rất là cần thiết nếu như chúng ta sử dụng phát triển thành những tiết học chuyên biệt khác. Giáo dục kỹ năng sống là cái bước đón đầu trong cái việc thực hiện chương trình tổng thể, chương trình phổ thông mới. Chúng tôi đã triển khai toàn diện từ bậc tiểu học đến trung học cơ sở, đặc biệt là những cái kỹ năng về tự bảo vệ, kỹ năng hòa nhập, rồi là kỹ năng tự phục vụ. Đây là những hoạt động để nhằm giúp cho các em học sinh phát triển toàn diện, thực hiện chặt chẽ giữa dạy chữ và dạy người. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo đồng bộ từ tiểu học đến trung học cơ sở, và chúng tôi cũng sẽ thực hiện tốt cái việc xã hội hóa để làm sao cùng với toàn xã hội để thực hiện tốt cái việc thực hiện kỹ năng sống trong nhà trường. Trong giai đoạn hiện nay, học sinh có thể dễ dàng tiếp cận thông tin qua Internet, các trang mạng xã hội. Nếu các em không được định hướng thì rất dễ tác động bởi những quan điểm sống lệch lạc, thiếu chuẩn mực. Chính vì vậy, giáo dục kỹ năng sống phải được thực hiện đồng thời ở trong nhà trường, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sức khỏe Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phát động gồm 11 nội dung, trong đó có việc tăng cường vận động thể lực để cải thiện tầm vóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Đối với các em học sinh, vận động thể lực bao gồm nhiều khía cạnh, trong đó tiết học giáo dục thể chất có ý nghĩa rất quan trọng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi về một số trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu công tác này. Giờ học môn giáo dục thể chất của các em học sinh khối 8, trường Trung học cơ sở Vệ An, thành phố Bắc Ninh, sau bài khởi động, các em được chia thành nhóm và thực hiện bài chạy tiếp sức. Để tạo sự cuốn hút đối với học sinh, giáo viên đã lồng ghép một trò chơi, tạo sự vui nhộn và tăng tính tập thể cho các bạn trong lớp. Các giờ thể dục thì rất là vui, hứng thú. Cô thì cho tập các bài tập và cho thêm những trò chơi để giúp nâng cao cái khả năng tập luyện của mình. Một tiết học thú vị và ý nghĩa sau các giờ học văn hóa căng thẳng, đồng thời có tác dụng thiết thực trong việc rèn luyện sức khỏe cho học sinh. Kết quả đó có được là do trường Trung học cơ sở Vệ An có cơ sở vật chất đầy đủ với một nhà thi đấu khang trang và một biên chế giáo viên thể dục đúng chuyên ngành. Song vấn đề đặt ra là cách thức đánh giá hiện tại cũng cho thấy môn học này vẫn chưa được đề cao. Tôi thì đưa ra các hình thức tập luyện làm sao cho các em cuốn hút hơn, thu hút hơn bằng những cái hình thức lồng ghép các trò chơi hoặc là mà các bài tập, thì là như thế cũng rất là tốt, giúp các em được rèn luyện các kỹ năng về phẩm chất, về đạo đức, về ý chí thông qua những cái việc phát triển thể chất trong trường học ấy, thì các em được trau dồi nhiều kiến thức hơn và để các em đáp ứng được cái sức khỏe tốt để tham gia các môn học. Trên thực tế, tình trạng thiếu cơ sở vật chất và giáo viên đúng chuyên ngành diễn ra ở nhiều trường. Điều này khiến cho chất lượng môn học không cao và đương nhiên thể lực sức khỏe của học sinh không được như mong muốn. Các em học sinh của trường Trung học cơ sở Khắc Niệm đang học thể dục ở sân trường vì nhà thi đấu và tập luyện được xây đã vài năm nhưng bị đình trệ. Còn giáo viên dạy thể dục là một cô giáo địa lý, do vậy chất lượng chương trình không được đảm bảo. Trong quá trình giảng dạy môn giáo dục thể dục này thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân tôi là một giáo viên thì không có chuyên ngành về môn thể dục, cho nên là khi được phân công nhiệm vụ giảng dạy môn thể dục thì tôi đã phải nghiên cứu tìm tòi rất nhiều tài liệu, sách vở. Thứ nhất là thông qua cái hệ thống sách của nhà trường ở trong thư viện. Và thứ hai là có nhiều động tác và nhiều kỹ thuật khó thì tôi lại phải tìm tòi theo xem dõi thêm ở các tiết học dạy học ở trên mạng, trên báo, trên đài. Thực tế là thể trạng sức khỏe của học sinh Việt Nam nói chung và học sinh Bắc Ninh nói riêng còn nhiều hạn chế.
có nhiều nguyên nhân của tình trạng này, trong đó những bất cập trong giáo dục, thể chất hiện nay cũng là yếu tố quan trọng. Nhằm hạn chế rác thải và làm đẹp cảnh quan di tích, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên đã triển khai xây dựng 4 tuyến đường hoa kiểu mẫu tại các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với chính quyền một số địa phương xây dựng đường hoa kiểu mẫu có tổng chiều dài trên 2 km, gồm đường hoa vào khu di tích Văn Miếu Xích Đằng tại thành phố Hưng Yên, đường hoa vào khu di tích Chùa Nôm huyện Văn Lâm, trồng đường hoa tại khu di tích Đền Phù Ủng huyện Ân Thi, đường hoa vào Đậu An tại Tiên Lữ. Để hoàn thành các tuyến đường hoa kiểu mẫu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện đã triển khai một số công việc như dọn sạch cỏ, san gạt đất, trồng cây tạo hình, thảm hoa. Nhiều loại hoa được trồng, bao gồm hoa ngũ sắc, hoa mẫu đơn, hoa 10 giờ, cỏ lạc. Công trình đường hoa kiểu mẫu góp phần làm đẹp cảnh quan khu di tích, nâng cao nhận thức của người dân đối với việc bảo vệ môi trường. Nhờ đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá, đưa các sản phẩm mới vào khai thác, thực hiện hiệu quả văn minh du lịch. Trong quý 1 năm 2019, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã đón trên 3,4 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế. Điểm đáng chú ý là số du khách lưu trú tại các khu điểm du lịch ngày càng tăng, trong đó khách quốc tế lưu trú có mức tăng cao nhất, đạt gần 12%. Chính vì vậy, tổng doanh thu dịch vụ du lịch trong quý 1 đạt trên 1.440 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2018. Hệ thống dịch vụ lưu trú, các loại hình dịch vụ du lịch không ngừng có sự đổi mới, nâng cao chất lượng. Đội ngũ làm dịch vụ du lịch ngày càng chuyên nghiệp. Để lượng khách du lịch có mức tăng ổn định, ngành du lịch đang chủ động xây dựng kế hoạch, sớm đưa thêm các sản phẩm du lịch mới vào khai thác, tăng cường liên kết thực hiện tốt các chương trình quốc gia về phát triển du lịch, trong đó thực hiện hiệu quả việc kết nối các di sản, giới thiệu quảng bá và thu hút khách du lịch tại lễ hội Hoa Lư năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, từ 8 năm nay, hũ gạo tình thương hay lợn nhựa tình thương đã trở thành phong trào thiết thực với hội viên phụ nữ xã Vũ Hòa, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, bởi tất cả đều hướng tới lợi ích cho các hội viên thực sự khó khăn. Được phát động từ năm 2011 đến nay, với ý nghĩa thiết thực giúp đỡ những người gặp khó khăn, trong đó có các hội viên phụ nữ, phong trào hũ gạo tình thương của thôn 5 xã Vũ Hòa, huyện Kiến Sương đã nhận được sự ủng hộ của chị em phụ nữ cũng như nhân dân trong thôn. Hội trưởng của xã và của thôn mà phát động đến cái hũ gạo tình thương này thì nói chung là lần nào cũng có. Chị em quan tâm đến như thế này tôi rất là cảm ơn và xúc động. Học tập bác và xây dựng cái phong trào này để mà giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn thì tôi phát động và tôi sẽ nghĩ ra cái ý tưởng là đầu tiên là nuôi heo nhựa đấy, sau đó là chuyển sang là bằng gạo thì là cứ mùng 8 tháng 3 để lấy cái tinh thần mà của chị em tương thân tương ái. Nếu như thôn 5 có phong trào hũ gạo tình thương thì ở thôn 3 chị em phụ nữ lại có phong trào lợn nhựa tình thương. 25 triệu đồng và 6 tạ gạo là kết quả mà chị em phụ nữ hai thôn quyên góp được trong thời gian qua, đã giúp hội viên phụ nữ và người nghèo trong thôn vơi bớt một phần khó khăn. Ở trong thời gian tới thì ngoài cái việc duy trì tại cái mô hình hũ gạo tình thương tại chi hội phụ nữ thôn 5 và nuôi heo nhựa tại chi hội phụ nữ thôn 3 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Hòa cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh và triển khai tới các cái chi hội khác thông qua các hoạt động như có thể là hỗ trợ nhau mua thẻ bảo hiểm y tế, rồi thì các cái hoạt động mà hướng tới phụ nữ nghèo, trẻ em. Hũ gạo tình thương hay lợn nhựa tình thương của phụ nữ xã Vũ Hòa như sợi dây vô hình nối liền những tấm lòng nghĩa tình của các chị em với nhau. Ngoài ra, nó còn gắn kết tình nghĩa xóm làng thông qua hoạt động tương thân tương ái. Phong trào này đang là mô hình được Hội Phụ Nữ Thái Bình nhân ra diện rộng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.